Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của mình, kênh chuyên chia sẻ kiến thức về trò chơi sóc đĩa online dành đến cho tất cả mọi người. Thật ra cái cơ duyên mà để mình biết đến với cái trò chơi sóc đĩa online này thì nó rất là tình cờ. Vì mình nói thật là từ bé đến giờ, ngoài chơi ba cây ra là tính cộng điểm, cứ điểm to là thắng ra, thì còn các cái trò chơi khác thì thật sự là mình không biết chơi luôn. Và mình cũng không có hứng thú với những cái trò chơi như vậy. Và mình biết đến cái trò chơi này ấy, và biết cái cách kiếm cơm gạo từ cái trò chơi này ấy, là từ một người chị của mình ở nước ngoài về chơi. Chị họ mình ấy, vì nhà chị ấy đang sửa nên là chị ấy ở nhà mình cứ rảnh là chị ấy lại lấy máy ra chơi. Mới đầu thì mình cũng tưởng là chị ấy chơi kiểu giải trí, chơi vui vui thôi nên là mình cũng không để ý mấy đâu. Hôm mà gần cái ngày bay rồi ấy, thì ngồi ăn cơm xong chị mình lại vào chơi. Thế mình mới trêu là lớn đầu rồi mà còn chơi game. Thế là chị mình mới bảo là tao chơi ra lúa gạo ra cơm đây, chứ không phải là chơi giải trí chơi cho vui đâu. Thế mình nghe xong thì mình cũng bảo là chị bốc phét. Thế chị mình mới bảo là ơ không tin à. Mình bảo là em chả tin đâu. Thế là chị mình mới đưa cho mình xem một cái bảng với một vích, xem cái số vốn được cộng vào cái tài khoản của chị ý sau khi chị ý chơi ấy. Nhưng mà thật sự là lúc đấy thì mình vẫn chỉ kiểu nửa tin và nửa ngờ thôi. Xong được 2 hôm ấy thì là chị mình cũng bay đi rồi. Và mình cũng không bận tâm mấy đến cái việc đấy đâu. Cho đến một hôm khi mà lên YouTube tìm cái tên bài hát ấy. Tại vì mình nghe một cái đoạn nhạc xong ấy thì thấy thích nhưng mà không biết tên cái bài hát đó là tên gì. Nên là lướt vào Facebook và YouTube để tìm. Thì đang lướt YouTube thì thấy có cái video nó hiện lên là kiếm cơm gạo online chỉ 5 phút thôi. Thế là mình cũng tò mò, mình cũng bảo xem nó là cái gì. Xem xong thì mình mới chợt nhớ đến là cái trò đấy thì chị mình về đây, chị mình có chơi này, trông cũng giống giống. Thế là mình cũng chụp màn hình và mình gửi cho chị mình. Thế là chị mình bảo là ừ đúng rồi, chị cũng chơi cái kiểu đấy đấy, nhưng mà không phải của ở cái trang game đấy đâu. Nhưng mà cái trò cũng giống như vậy, cách chơi cũng tương tự như nhau thôi. Lúc đấy thì chị mình bảo thế xong thì mình cũng mới bắt đầu là đi vào tìm hiểu thôi. Để tìm hiểu xem nó là trò chơi gì và chơi như thế nào. Xong thì cũng vào lên trên Google tra, rồi vào YouTube để xem là cách chơi như thế nào và làm sao để có thể kiếm được cơm gạo từ những cái trò chơi như thế này. Chắc là cũng phải xem và nghiên cứu được khoảng một tuần đấy. Cũng phải xem hỏi. Mới đầu xem thì cũng chưa hiểu lắm đâu, nhưng dần dần xem thì cũng hiểu được một số điều, nhưng mà cũng chưa hiểu hết trong vòng một tuần đấy cả. Xong rồi mình cũng bắt đầu là tự lên vốn. Vì là mới đầu chơi nên là cũng khá là sợ, nên là chỉ lên vốn có 2M thôi. Xong bảo là thôi, nếu mà lỡ mà không có thắng được thì thôi, coi như là bị rơi tiền. Xong rồi mình cũng vào chơi. Và cũng là quả không sai thì 2 ván đầu thì cũng thắng. Tưởng là ngon rồi, nhưng mà xong về sau thì gần như là mình thua hết cái số vốn ban đầu mà mình mang vào. Và mình chỉ còn có mấy chục nghìn ở trong cái tài khoản đấy thôi. Mình nhớ không nhầm là như thế. Và mình cũng chả buồn bã gì. Và cũng coi như đó là thôi thì coi như là bị rơi tiền đi. Vì vào vốn cũng có 2M thôi. Tại vì cũng không đặt niềm tin cao mấy. Xong rồi đáng ra cái vụ đấy xong rồi là thôi là mình sẽ không nghĩ đến chơi nữa đâu. Nhưng mà xong khoảng hơn một tuần sau thì chị mình lại chụp cho mình cái hình ảnh mà chị mình chơi thắng và nó cộng vào cái tài khoản của chị mình lên đến 50 mét cơ, khoe mình. Thế xong rồi lúc đấy thì mình mới gọi điện lại và mình bảo là em cũng thử vào chơi ở, lướt qua YouTube cũng thử vào chơi ở một cái trang chơi, xong mình thử lên vốn 2M chơi và em cũng thua hết rồi. Thế xong rồi chị mình mới bảo là ui giời ơi, chơi hay như thế nào mà không bảo qua chị để chị hướng dẫn chị nói cho. Và mới đầu mà chưa gì đã vào chơi như thế rồi thì chả mất tiền. Thế là mình mới bảo là em lúc đấy em cũng quên mất mà em cũng muốn tò mò lên là cũng muốn thử vào xem là nó như thế nào. Thế xong rồi về sau thì chị mình mới bảo là bây giờ là phải nghiên cứu đi đã. Xong bao giờ cảm thấy mà ok mà hiểu luật chơi, biết cách chơi rồi thì mới bắt đầu lên vốn, chứ đừng vội vã mà lên. Và chị mình có nói với mình một câu là mày có biết là tao phải bỏ ra bao nhiêu cái thời gian để nghiên cứu tìm tòi về cái trò chơi này không? Để mà trên đời này mà dễ ăn như vậy thì chắc chắn là không tới lượt chị mày rồi. Xong rồi chị mình mới đi vào hướng dẫn mình cách chơi này, cách vào vốn như thế nào này. Rồi bảo là nếu mà xác định đầu tư ấy thì không được vội vàng đâu, đầu tư là phải về lâu về dài. Nói chung là chị mình chỉ cho mình nhiều cái lắm.
xong rồi mình cũng làm theo, xong rồi mình cũng tự đi học hỏi, tự trau dồi thêm nữa, chứ không phải là phụ thuộc hết vào chị mình chỉ những cái điều cần và rất cần ở cái trò chơi này, những cái điều gì cần và chị mình rút được ra kinh nghiệm thì chị mình sẽ chỉ cho mình sẽ có cái lợi thế hơn là không có ai dẫn dắt mình cả. Xong mình cũng làm theo. Mình có thể một ngày ấy, mình có thể thắng bằng cả cái thu nhập của 3-4 người đi làm công bình thường luôn, mình nói thật là như thế. Còn đương nhiên chơi một tháng mà thắng cả 30 ngày ấy, là điều không thể rồi. Đương nhiên là sẽ có những cái ngày âm, nhưng mà tổng cả tháng chơi thì mình dương, mình vẫn có cái lợi nhuận, thì thế nó mới gọi là đầu tư. Còn mọi người chơi mà xác định chơi một lần ăn lớn xong thôi thì hầu như là mất. Và một điều mà người chơi rất hay có cùng một cái suy nghĩ, đó là muốn ăn sổ và chơi không có kế hoạch, không biết chia vốn và không biết tính vốn như thế nào để vừa có lãi mà khi thua thì cũng vẫn còn cái vốn đấy để mà gỡ. Và cái đấy là cái quan trọng nhất ở trong cái trò chơi này, vì không có vốn thì làm sao mà sinh lãi được, đúng không ạ? Ví dụ như là vốn có 1 mét thôi mà lãi được đến 300 đến 500k là mọi người nghỉ rồi, mai thắng lại 300-500k xong lại nghỉ. Cứ thế thì một tháng mọi người tính xem là được bao nhiêu. Kể cả có thua, một tháng mà thua có 3 đến 5 ngày thua thì mọi người cũng vẫn cứ lãi. Vì vốn mới đầu của mọi người chỉ là 1M mỗi lần chơi thôi. Mà khi có lãi rồi ấy, thì đương nhiên là mình sẽ rút cái vốn về và để cái lãi đó để mình chơi rồi. Xong rồi cái lãi đó nó lại đẻ ra lãi. Lãi như vậy lại vừa lâu dài vừa bền. Chứ bây giờ mà vốn có 1M thôi mà muốn lãi đến 5 đến 10M thì nó rất là khó. Vì chơi ở cái trò chơi này ấy, thì càng chơi lâu ấy, thì cái lão bộ của chúng ta hoạt động nó càng lâu ấy, thì nó lại càng dẫn đến cái sự mệt mỏi. Và chơi lâu ấy, thì cầu nó sẽ biến đổi và khó phán đoán hơn. Nên anh chị em nào thật sự muốn đầu tư kiếm cơm gạo thì nên cân nhắc trước khi chơi nhá. Và đặc biệt là phải chọn được cái trang chơi uy tín, nạp rút ok thì mới lên vốn đầu tư nhá. Còn anh chị em nào chưa có cái trang chơi uy tín để chơi thì có thể tham khảo cái trang VB777 này. Mình chơi thì mình cảm thấy rất là ok và xanh chín. Còn cái link chơi thì mình đã để dưới phần mô tả rồi, anh em có thể vào tham khảo để chơi nhé. Ở cái video ngày hôm nay thì mình xin kết thúc tại đây. Hẹn mọi người ở cái video ngày mai. Mong rằng mọi người sẽ luôn luôn ủng hộ và theo dõi cái kênh YouTube này của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.